Ok, ngày thứ 6 trên thuyền từ Vancouver đi Hawaii nè. Ngày mai là ngày thứ 7. Tức là tổng cộng 7 ngày từ Vancouver đi Hawaii là sẽ tới hòn đảo đầu tiên của Hawaii nha. Hòn đảo tên là Kona. Rồi sau đó đi tiếp 4 năm hòn đảo nữa. Tổng cộng là cùng độ hành trình là 12-13 ngày. Đó, đang ở trên hồ bơi này. Đó. À. Còn một ngày nữa tới Hawaii rồi, trời nắng muốn chết luôn. Ở Vancouver đang lạnh. Thế cứ đi càng gần tới Hawaii là nó càng nắng, bây giờ nó nắng nóng lắm luôn á. Nắng như ở Việt Nam đấy. Đó, bà con tắm nắng quá trời thấy không? Mình dân Việt Nam thì mình không có thích tắm nắng. Đó. Mình đi vào trong này. Đó. Đây vội nhà. Ở trong đây là nhà hàng này. Có 16 cái nhà hàng, thích ăn lúc nào cũng được. Cái ăn uống cái mạng cũng được. Đó, nhà hàng có 16 cái nhà hàng luôn, thích ăn lúc uống lúc nào cũng được, ăn uống nhậu, ai mà bậm nhậu lên đây thì trả tiền rồi nhậu xóa láng luôn, không tốn tiền nữa. Đó. Thang máy này. Hello sir. Hello. 7. How do you enjoy the trip so far? Good, yeah. Supposed to get better, right? Yeah. Hotter. Closer to Hawaii is better, right? That's right. Closer to paradise. Yeah, paradise. Have you ever been there? I've never been there. That's why I can't wait. Have you, sir? Ever been to Hawaii? No. I've been all Caribbean, but not Hawaii. Yeah. Caribbean is paradise. Oh, really? Nice. It's warm. Yeah, hot. Too warm. Hot. You like hot? You like heat? Yeah. Good. Because this time of year, yeah, it's summer. Now it's spring. Yeah. Here in Hawaii, in Australia. Yeah. It's not this springtime. Yeah. Well, you have a good day. Yeah. Same to you. Thank you. Yeah. Bây giờ ở lầu 8 à? Bây giờ xuống. Thêm một cái nhà hàng nữa nè. Đó, thấy không? Thêm cái nhà hàng nữa. Khách ở dưới này, khách người ta đang ở trong đồ bếp, trong bếp người ta tổ chức tỉa cà rốt cho khách đang coi, mấy người đứng coi. Nhà hàng đó. Đây là một cái nhà hàng nữa. Đúng không? Đoàn tàu thì cứ đi, còn dòng người thì cứ nhậu. Vui lắm. Đầu tiên mình sợ là buồn, nhưng mà lên đây không có buồn đâu. Lên đây có đủ đồ chơi hết. Lên đây có muốn chơi gì cũng được. Có đánh bài, có chơi bài luôn, có sòng bài. Đây, vào đây. Bên đây có đủ các dịch vụ chơi hết á. Đây có bán đồ nữ trang này, trang sức này. Đó. Có 16 cái nhà hàng, thích ăn nhà hàng nào cũng được, thích uống gì cũng được. Tiền trả hết rồi, bây giờ chỉ cứ lên chỉ cứ nghỉ ngơi ăn nhậu thôi. Thích ăn xong thì lại ngủ xong lại nhậu đi phòng chim.
Cái này là người ta chụp hình cho mình. Ai muốn lấy hình thì lấy. Ai muốn lấy hình thì lấy, không lấy thôi người ta bỏ đi. À. Đấy thấy không? Đây mình có. Hai. Tao chạy. Tao chạy nữa thấy không? Chạy đó, này nước biển là sâu, độ sâu là mấy nghìn cây số đó. Đây là cửa hàng bán đồ lưu niệm này, đồng hồ nữ trang, rượu này. Người ta bán giá này, bán này trong ngoài cái thì người ta không rẻ hơn hay sao, toàn lượng xịn không đắt tiền không, 2.000 cái rượu này, 2.900 hoặc gần 2.900 the Remy Martin Louis. Là chai chai đó 2009 là chai của Pháp, rượu brandy cognac 2009. Lên thuyền cái người ta họ lên lên thuyền thì nghĩ là buồn nhưng không có buồn đâu nha, trên này có đủ đồ chơi hết, có sòng bài, có nhà hát, có sân golf, chơi golf, có sân đá banh, có sân bóng rổ, có bóng bàn, có nhà hát, xem kịch, kịch của Mỹ đó, rồi nhà hàng ăn uống thì thoải mái, có 16 cái nhà hàng thích ăn uống lúc nào cũng được, thì uống cái gì cũng được, bia rượu, champagne, đủ hết, đó, bây giờ mình đi một ngày không khám phá hết cái tàu này đâu, nhiều chỗ chơi lắm, ở cả tuần mà cũng chưa thấy chán nữa, ở ngoài ngoài người ta chơi. Ngoài bong hả? Cái gọi là gì? Ngoài gọi cái bạo, cái hành lang ngoài anh tàu đó. Người ta chơi vậy đó. Giờ mình xuống xuống sòng bài nha. Đây. Nhà hàng rượu bia thoải mái. Uống lúc nào cũng được. Muốn uống lúc nào cũng được, uống rượu gì cũng có hết, mình trả tiền hết rồi. Đây mình nhưng mà mấy người bợm nhậu đó, ở Việt Nam lên nhậu thì mới có lời. Mình thì không có ham nhậu. Đó, bây giờ mình vào sòng bài nè. Đó. Sòng bài đó. Buồn buồn muốn đánh bài thì xuống đây có bài. Đây có bài. Muốn đánh bài gì cũng có hết. Thấy không? Đó, vừa đánh bài luôn. Món gì cũng có hết. Rồi ngày mai là tới Hawaii rồi. Mình thực ra là mình không có tắm trên cái hồ bơi trên kia, mình chờ đến Hawaii mình tắm biển thiệt. Đó là muốn lấy cái biển thiệt rồi mình tắm cho nó nước biển nó mặn mặn mà. Chứ
ra Hawaii thì nghe đồn có nhiều trái cây ngon, ngày mai ra ăn trái cây, ăn đồ. Bên này ở trên tàu ăn đồ khách sạn nhiều quá rồi, ngán quá rồi, giờ chắc nên lên trên đất liền rồi. Và đất liền mua đi nhà hàng Việt Nam ăn, hay là ăn mấy đồ trên đất liền này. Cho nó là lạ tí. Ăn nhiều trái cây nữa. Đó. Ok. Bây giờ chơi một ngày hôm nay, ngủ một giấc, sáng mai dậy là lên đất liền, lên hòn đảo đầu tiên ở trên Hawaii chơi. Rồi sau đó lại đi hòn đảo khác, tổng cộng đi 5-6 hòn đảo nữa. Cuộc hành trình này là tổng cộng 12-13 ngày từ Vancouver đi Hawaii ăn chơi. Ok, see you in Hawaii. Bye.